Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì trong khuôn khổ video này em sẽ giới thiệu cho anh chị một chiếc bán tải chiến binh Hilux. Hilux thì được phân phối ở thị trường Việt Nam về 4 phiên bản, trong đấy có 2 phiên bản một cầu và 2 phiên bản hai cầu. Phiên bản một cầu thì có phiên bản máy số tự động và phiên bản sổ sàn và số tự động, bản hai cầu thì cũng như vậy. Và xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan, thì so với đối thủ là Ranger thì cũng là một lợi thế. Như ở trước mặt quý anh chị và các bạn đây thì là một chiếc Hilux bản 2.8 Adventure số tự động hai cầu, phiên bản cao nhất có giá niêm yết là 913 triệu. Hiện tại thì bên em chỉ phân phối hai phiên bản số tự động là một cầu số tự động và hai cầu số tự động ở trước mặt anh chị. Thì một cầu số tự động có niêm yết giá niêm yết là 674 triệu, và hiện tại đang tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá là 10 triệu. Và hiện tại bên em chỉ còn sẵn một số màu thôi. Giá thì em xin phép là báo giá ở thời điểm hiện tại, còn giá có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Còn chính sách cho cái xe bản hai cầu số tự động chỉ chấp 13 triệu này thì bên em tặng cho anh chị là dàn phim cách nhiệt, trải sàn da và cam hành trình. Thì anh chị nào muốn lấy xe hay là tham khảo về màu, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại là Ranger là hết xe và Hilux là cũng như vậy, nên là anh chị nào có nhu cầu muốn lấy xe hoặc tham khảo xe thì liên hệ giúp em cái số điện thoại này trên màn hình. Em sẽ giới thiệu qua một chút về nội thất. Hilux ở phiên bản 2021 thì được đầu tư khá trau chuốt về cả hai phiên bản. Thì nội thất của bản hai cầu số tự động này thì là màu đen và được trang bị những cái chi tiết như là đèn ambient light này, đèn led, loa thì là loa JBL hàng hiệu, màn hình to cũng là màn hình JBL luôn, điều hòa là điều hòa tự động này, có cài cầu, nút cài cầu đây. Thì trời hơi tối một chút thì có lẽ là anh chị không nhìn thấy được trong video. Nút thì đầy, bản vô lăng thì đầy đủ các điều chỉnh. Ghế cũng là lấy ghế da đục lỗ thông hơi nhé. Còn hiện tại thì cái lượng xe của Hilux không còn nhiều, nên là đặc biệt là phiên bản một cầu số tự động, nên là anh chị hoặc là quý công ty nào có cái nhu cầu là đang muốn lấy xe bán tải trước Tết thì đặc biệt là hiện tại là xe nhập khẩu mà, nên là cái xuất nhập khẩu ở cuối năm này xe lượng về không được nhiều, nên là đặc biệt bản một cầu, cái lượng mua bản một cầu rất lớn vì giá nó rất tốt, nên là không còn nhiều ấy. Nếu anh chị nào mà có nhu cầu lấy xe trước Tết thì liên hệ giúp em sớm để em kiểm tra cái màu sắc và cái lịch xe cho anh chị, để anh chị có cái xe đi lại nó hợp lý nhất. Còn trong cái video ngắn lần này thì em xin phép là giới thiệu qua như vậy. Và anh chị nào cần hỗ trợ thêm về thông tin trả góp cũng như là cái thông tin về xe và lịch xe thì liên hệ giúp em ở trên cái số điện thoại ở trên màn hình nhé. Trả góp bên em thì em cũng xin phép điểm qua là bên em hỗ trợ là 80% giá trị xe, hoặc là thời gian vay tối đa là 7 năm. Thì tùy theo nhu cầu tài chính của anh chị, bên em xử lý thì có ngân hàng riêng bên em luôn, nên là nếu anh chị nào có nhu cầu muốn tham khảo và hỗ trợ thêm về thông tin xe gì thì cứ alo cho em để số điện thoại trên màn hình, thì em sẽ tư vấn cụ thể hơn về cái tình hình tài chính và cái nhu cầu của anh chị. Vâng, em xin phép hẹn anh chị lại ở cái video tiếp theo nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.